Chỉ 5 phút sau khi cất cánh, một quả bom bất ngờ phát nổ, xé toạc cabin của chiếc Boeing 727. Điều này vô tình đã trở thành một mồi lửa lý tưởng cho bình nhiên liệu đang chứa hàng ngàn lít xăng ở phía dưới. Vén màn âm mưu trừ khử rúng động của ông trùm ma túy khét tiếng nhất thế giới. Một kế hoạch không thể hoàn hảo hơn nhắm vào ứng cử viên tổng thống, người được coi là kẻ ngáng đường. Hắn ta sẵn sàng đánh đổi hơn 100 sinh mạng vô tội. Dựa trên một sự kiện có thật, được coi là vụ tấn công tội phạm nguy hiểm nhất trong những thập kỷ bạo lực ở Colombia. Chuyến bay số 203 của Avianca. Sáu giờ sáng, ngày 27 tháng 11 năm 1989, sân bay quốc tế El Dorado, Colombia. Sân bay đứng đầu khu vực Nam Mỹ về lưu lượng hành khách và hàng hóa đang khởi đầu một buổi sáng bận rộn với hàng chục chuyến bay cất cánh và hạ cánh mỗi ngày. Trên bãi đỗ khi ấy, một chiếc Boeing 727-21 đang có những bước kiểm tra cuối cùng chuẩn bị cho hành trình nội địa dài hơn một tiếng đồng hồ đến sân bay quốc tế Afonso Bonilla Aragon, thành phố Cali. Chiếc máy bay có số hiệu đăng ký là HK-1803, được trang bị 3 động cơ phản lực mạnh mẽ Pratt & Whitney. Nó gia nhập đội tàu bay của Avianca từ năm 1975 sau một thương vụ hàng chục triệu đô với Pan Am. Đi đến khu vực cổng chờ số 6, các hành khách đang xuất trình giấy tờ để lên máy bay. Hầu hết họ đều là công dân Colombia. Ngoài ra, còn có 2 người mang quốc tịch Mỹ. Đặc biệt trong danh sách ấn định ban đầu, một trong những cái tên nổi bật nhất phải kể đến là Cesar Gaviria, một cựu bộ trưởng, ứng cử viên tranh ghế tổng thống Colombia. Các bạn hãy quan sát thật kỹ người đàn ông này. Một bộ vest, một chiếc cặp da, trông có vẻ rất giống một doanh nhân thành đạt. Nhưng bạn sẽ bất ngờ khi biết được danh tính thực sự của anh ta. Đó chính là Dan Denny Munoz Mosquera, bí danh là La Quisa, sát thủ thân tín của Pablo Escobar, ông trùm ma túy khét tiếng nhất Colombia phải đến. Và hãy khoan, bạn sẽ càng choáng ngợp hơn khi biết rằng bên trong chiếc cặp ấy không phải là tiền, càng không phải là tài liệu mật. Đó chính xác là một quả bom, thứ được chế tạo bởi các chuyên gia hàng đầu từ Anh, Israel, Tây Ban Nha, cũng như các lực lượng bán quân sự tại một căn nhà biệt lập ở Medellin. Và nó chắc chắn sẽ làm chấn động cả châu Mỹ Latin. Qua những tính toán chính xác và kỹ lưỡng, La Quisa đã chọn mua 2 tấm vé có vị trí ngồi ở ghế 18A và 18K, nằm ngay phía trên bình nhiên liệu chính của chiếc máy bay. Hiệu ứng domino, quả bom được kích hoạt, bình nhiên liệu phát nổ, chiếc phi cơ nổ tung. Một kế hoạch quá hoàn hảo và mỹ mãn. Để có thể lọt qua vòng kiểm tra an ninh, La Quisa đã dùng tiền để đút lót cho nhân viên tại sân bay và dễ dàng vượt qua vòng kiểm tra hành lý. Cho nên, hắn đã chót lọt đưa chiếc vali bom lên máy bay. Nhưng tất nhiên, La Quisa không phải là một thằng ngu. Hắn chẳng dại gì mà lại tự đi làm việc này. Mà thay vào đó, hắn sẽ tìm cho mình một kẻ thế thân. Bằng việc trả một khoản thù lao hậu hĩnh, La Quisa đã đưa chiếc cặp chứa bom cho một thanh niên Colombia 17 tuổi tên là Alberto Prieto, người mà sau này được biết đến với cái tên El Suizo, một thuật ngữ của thế giới ngầm ám chỉ một ai đó bị lừa để đi chết thay. La Quisa đã nói với cậu nhóc rằng đó chỉ là một thiết bị ghi âm thông thường, yêu cầu anh phải bật lên để ghi lại cuộc trò chuyện của một vài hành khách người Mỹ là đặc vụ DAA ở hàng ghế bên cạnh. Sau đó, lấy thông tin về cuộc dẫn độ mà họ đang thực hiện. Mày thấy hai gã mặc đồ đen kia không? Họ là những đặc vụ FBI đến đây để bắt bố già về Mỹ. Lên nghe xem chúng nó nói gì. Sau khi đã dặn dò một cách kỹ lưỡng, hắn rời khỏi máy bay mà không để lại một chút dấu vết nào. Quay trở lại với chuyến bay 203, tổng cộng có 101 hành khách lên máy bay. Họ rất hào hứng cho một ngày mới tràn đầy năng lượng
mà không biết thứ gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Điều khiển chiếc Boeing xấu số của ngày hôm nay là 6 thành viên phi hành đoàn, trong đó có 3 phi công chịu trách nhiệm trực tiếp trong buồng lái. Cơ trưởng là Jose Ignacio Osa Aristizabal. Cơ phó là Fernando Pizarro Esquera. Và kỹ sư bay là Luis Jairo Castiblanco Vargas. Ngay từ đầu, hành trình của 203 đã diễn ra một cách không mấy thuận lợi. Theo lịch trình, nó phải cất cánh từ 7 giờ 5 phút, nhưng sau đó buồng lái đã nhận được một cuộc gọi. Đây là cabin 203, xin hãy chờ một chút, chúng ta còn 2 hành khách nữa chưa lên máy bay thưa cơ trưởng. Vì những vấn đề phát sinh, chuyến bay đã bị delay hơn 10 phút đồng hồ. Và mãi cho đến 7 giờ 13 phút, chiếc Boeing 727 mới có thể cất cánh trên đường băng. Năm phút sau khi bay lên, chuyến bay đã ra khỏi vùng ngoại ô Bogota, tiếp cận khu tự trị Soacha. 203, leo lên và duy trì mực bay 130, chuyển hướng radio sang Cundinamarca. Đã rõ. Cũng trong lúc này, bên dưới hàng ghế số 18, Alberto Prieto cũng đã bắt đầu hành động. Anh ngây thơ bấm nút ghi âm mà không hề hay biết rằng đó chính là nút kích hoạt một thứ vũ khí chết người. Khi chiếc máy bay vừa leo lên độ cao 13.000 feet với tốc độ 794 km/h, quả bom sau khi được kích hoạt ngay lập tức phát nổ. Sức công phá lớn đến nỗi nó sẽ toạc cabin, khói bốc lên, kèm theo đó là những tiếng gào khóc thảm thiết. Cánh và thân bên phải cũng bốc cháy dữ dội. Chuyện gì vậy Vargas? Ôi chúa ơi, nó nổ tung, tất cả đã tê liệt rồi. Chiếc phi cơ hoàn toàn mất kiểm soát và lao đi trên không như một con chim lửa. Đã không có bất kỳ một cơ hội nào cho việc giải cứu chuyến bay. Chỉ vài giây sau đó, với sức nóng khủng khiếp, bình nhiên liệu chứa hàng nghìn lít xăng bốc cháy và gây ra vụ nổ thứ hai lớn gấp nhiều lần vụ nổ thứ nhất. Phần thân tách ra khỏi buồng lái, những mảnh vỡ văng ra tứ tung trong một khu vực rộng lớn gần thành phố Soacha. Cảnh tượng hùng vĩ trên bầu trời đã khiến nhiều người dân địa phương vì tò mò mà đứng xem. Nhưng thật không may, một trong các mảnh vỡ đã rơi vào 3 khán giả bất đắc dĩ dưới mặt đất và giết chết họ ngay lập tức. Đã không có một kỳ tích nào, toàn bộ 107 người trên chiếc máy bay thiệt mạng, cùng với 3 nạn nhân dưới mặt đất, tổng cộng số lượng thương vong trong vụ tai nạn lên đến 110 người. Qua lời kể của những người dân địa phương và báo cáo của các sĩ quan trên một chiếc máy bay quân sự, các cuộc tìm kiếm đã được phát động trên vùng đồi núi xung quanh khu vực máy bay rơi với bán kính gần 10 km phía nam thủ đô Bogota. Do mức độ thảm khốc của vụ tai nạn, hầu hết các thi thể đã cháy xém không thể nhận dạng. Hành lý và các vật dụng khác cũng chỉ còn là những đống tro. Vụ tai nạn này đã trở thành thảm họa hàng không nguy hiểm thứ hai ở Colombia vào thời điểm đó. Lúc này đây, chính phủ và cả những người nhà của nạn nhân đang rất cần một câu trả lời thỏa đáng rằng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trên chuyến bay ấy, đâu mới là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Quá trình điều tra và âm mưu của ông trùm ma túy khét tiếng nhất giới mafia, Pablo Escobar. Một thông tin mật được tiết lộ rằng, vài giờ sau sự cố, một người đàn ông không rõ danh tính đã gọi cho Radio Caracol và tuyên bố rằng một nhóm có tên là The Extraditable đã cho nổ chiếc máy bay phản lực để giết chết 5 mật thám. Được cho là sắp cung cấp thông tin với cảnh sát về nơi ẩn náu của thủ lĩnh băng đảng ma túy Medellin. Với mục đích khẳng định rằng,
Những tội ác trên là do tổ chức này gây ra. Nhưng vì tất cả nạn nhân trên chuyến bay 203 đã tử nạn và không có bất kỳ một nhân chứng trực tiếp hay một manh mối nào, cho nên các chuyên gia hàng đầu từ nhiều lĩnh vực khác nhau của Cục Hàng không Liên bang Mỹ, Ban An toàn Giao thông Quốc gia Colombia cùng với sự hỗ trợ từ FBI đã kết hợp trong việc thu thập dữ liệu, cố gắng tái tạo lại chiếc máy bay và phân tích vấn đề mà nó thực sự gặp phải. Sau đó, kết luận chung được đưa ra rằng đã có một thiết bị phát nổ được kích hoạt trên máy bay ngay bên dưới ghế ngồi gần cánh. Nó đã gây ra hai vụ nổ liên hoàn và phá hủy chiếc máy bay. Từ những manh mối này, các nhà chức trách cũng như dư luận đều tin rằng đó chính là một quả bom. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ để kết luận chính xác ai mới là kẻ đứng đằng sau tất cả. Thậm chí, một số các chuyên trang nổi tiếng của Colombia còn cho rằng đã không hề có một vụ đánh bom nào, mà đó là hệ quả của việc hệ thống bồn nhiên liệu bị lỗi, thứ đã gây ra tai nạn cho 5 chiếc Boeing khác. Và rằng FBI và cả Hoa Kỳ đang cố gắng đổ lỗi cho khủng bố để đạt được mục đích chính trị của họ. Tuy nhiên thì quan điểm này đã vấp phải chỉ trích dữ dội từ người nhà nạn nhân và những người yêu lẽ phải. Mãi cho đến 4 năm sau đó, vào năm 1993, sự việc gần như đã ngã ngũ khi một cựu thủ hạ của Pablo Escobar đã khai nhận rằng chuyến bay là gian dựng của ông trùm với mục đích ám sát Tổng thống Colombia Gaviria. Ngay sau đó, Danny Munoz Mosquera, kẻ vận chuyển quả bom lên máy bay, đã bị kết án chung thân không ân xá tại Hoa Kỳ cho hành vi và tội ác của mình. Toàn bộ câu chuyện về chuyến bay xấu số đã bị phê phán và lên án cực kỳ gay gắt trong dư luận. Chúng đã nhẫn tâm giết hơn 100 sinh mạng chỉ vì dự đoán rằng một cá nhân sẽ lên máy bay vào ngày hôm ấy. Đến đây thì một câu hỏi được đặt ra là rốt cuộc Pablo Escobar thực sự là ai? Điều gì đã khiến cho hắn có thể lộng hành đến như vậy? Động cơ thực sự của ông trùm này đằng sau vụ tấn công là gì? Và tại sao hắn lại muốn trừ khử Gaviria? Pablo Escobar, ông trùm ma túy khét tiếng nhất thế kỷ 20. Pablo Escobar, thủ lĩnh của tổ chức The Extraditable, băng nhóm tội phạm nguy hiểm bậc nhất xứ Medellin, với khẩu hiệu, cái chết là công cụ quyền lực, là phương thức duy nhất để bày tỏ ý chí. Từ một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo có đến 9 anh chị em, thì tới năm 1975, khi chỉ mới 26 tuổi, Escobar đã bắt đầu thiết lập một đế chế ma túy của riêng mình, mang tên Medellin Cartel. Xây dựng một khu sản xuất khổng lồ, với 1.000 nhân công nằm sâu trong rừng, trang bị một phòng thí nghiệm tiên tiến và hiện đại, đồng thời thiết lập con đường vận chuyển ma túy xuyên biên giới tới Mỹ thông qua kênh đảo Panama. Khi mà thứ hàng trắng này đang là trào lưu thời thượng ở Mỹ và cả châu Âu, với số lượng lên đến 15 tấn mỗi ngày. Theo thống kê, trong thập niên 1980, tập đoàn Medellin của Pablo Escobar đã vươn vòi bạch tuộc tới nhiều quốc gia trên thế giới như Mexico, Peru, Bolivia, Puerto Rico, Dominica và cả khu vực châu Á. Đã có những thời điểm, người đàn ông này thâu tóm hơn 80% thị trường ma túy trên toàn cầu. Giai thoại đốt tiền để sưởi ấm. Và như một lẽ đương nhiên, thành công với con đường làm ăn phi pháp, Pablo Escobar khiến người ta choáng ngợp bởi sự giàu có và khối tài sản kếch xù của mình. Nếu như ở Việt Nam, nổi tiếng với điển tích công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng, thì ở Colombia, Pablo Escobar đã đốt 2 triệu đô chỉ để sưởi ấm cho con gái, đếm tiền bằng cân, ngay cả chi phí cho chiếc thun cột tiền của hắn cũng tiêu tốn khoảng nửa triệu đô mỗi tuần. Do dự trữ một khối lượng khổng lồ trong kho, mỗi năm có khoảng 10% số tiền bị vứt đi do mối mọt và ẩm mốc. Một minh chứng rõ nhất về độ giàu có của Escobar là vào năm 1989, tạp chí Forbes đã xếp ông ta ở vị trí thứ 7 trong danh sách những người giàu có nhất thế giới, với tổng tài sản 25 tỷ đô và gia tăng vài triệu đô mỗi ngày. Ước mơ trở thành tổng thống của kẻ cầm đầu giới mafia. Tuy nhiên thì trở thành ông vua cocaine là chưa đủ đối với một người tham vọng như Pablo Escobar. Từ lâu hắn đã có một ước mơ, đó là trở thành tổng thống của đất nước Colombia. Và tham vọng này cũng chính là ngọn nguồn của vụ tai nạn máy bay kể trên. Với sự sẵn có về tiền bạc và danh tiếng, hắn đã nhúng tay và làm lũng đoạn toàn bộ máy chính trị của quốc gia Nam Mỹ. Với phương châm bạc hoặc chì, tiền hoặc những viên đạn, để đe dọa và bôi trơn những quan chức nước này. Đến năm 1983, Escobar thành công được bầu là nghị sĩ của thành phố Envigado và là nghị sĩ dự khuyết của quốc hội. Có một sự thật là,
Trong khi chính phủ Mỹ và Colombia coi ông ta là cái gai trong mắt cần phải nhổ, thì ở chiều hướng ngược lại, do tích cực làm các công tác thiện nguyện, xây dựng hàng loạt công trình dành cho người nghèo như các khu nhà ở, trường học, sân bóng đá, đầu tư cho việc tái tạo rừng cây và bảo vệ nguồn nước. Cho nên, người dân thành phố Medellin lại tôn thờ hắn như một vị anh hùng. Bên cạnh đó, người đàn ông này cũng có một cuộc sống hôn nhân và gia đình đáng ngưỡng mộ. Ông ta vẫn luôn ở bên cạnh người vợ và cũng là mối tình duy nhất Maria Henao cũng như đứa con của mình. Song với bản chất xảo quyệt và máu lạnh của một loài lang sói, không ngần ngại xuống tay với những kẻ hầu thân cận nếu được giá, Pablo Escobar cũng sẵn sàng trừ khử bất kỳ ai làm ảnh hưởng đến con đường làm ăn của mình. Bằng chứng là tổ chức mafia của hắn đã giết chết hàng loạt cảnh sát, nhà báo và cả những người dân vô tội. Đỉnh điểm là vào năm 1985, khi tòa án Colombia bắt đầu nghiên cứu tính hợp hiến của hiệp ước dẫn độ giữa nước này và Hoa Kỳ. Nhưng với tuyên bố thà nằm trong một nấm mồ ở Colombia còn hơn là ngồi trong nhà tù tại Mỹ, hắn cùng đồng bọn đã hậu thuẫn cho cuộc tấn công tòa án tối cao của lực lượng du kích cánh tả mang tên Phong trào 19 tháng 4. Như một cuộc trả đũa, chúng đột nhập và đốt cháy tất cả các giấy tờ cùng những hồ sơ quan trọng về tổ chức Lord Extraditable liên quan tới các nhóm buôn lậu cocaine đang bị chính phủ đe dọa, đồng thời gây ra một cuộc tàn sát đẫm máu, bắt giữ và giết hại hơn một nửa số thẩm phán. Hắn đưa ra một loạt các yêu sách về thay đổi các dự luật và hiến pháp. Tuy nhiên, chúng đã không thể đạt được mục đích của mình, bởi ngay sau đó, quân đội đã áp chế và tiêu diệt hầu hết các phần tử M19. Nhận về thất bại, Escobar cùng đồng bọn đã trở nên hung hãn và tàn bạo hơn. Chúng liên tiếp thực hiện hành thích hai ứng cử viên Tổng thống Colombia, những người tuyên bố kiên quyết đấu tranh bài trừ chất cấm và cam kết thực hiện đạo luật liên quan đến Lord Extraditable nếu họ đắc cử. Vụ ám sát đầu tiên diễn ra vào ngày 18 tháng 9 năm 1989. Các thủ hạ của ông trùm này đã kết liễu chính trị gia Đảng Dân Chủ Luis Carlos Galan bằng một viên đạn trong một cuộc diễu hành ở Cundinamarca. Và ở lần thứ hai này, âm mưu của chúng là nhắm vào cựu bộ trưởng Cesar Gaviria, người được cho là sẽ có mặt trên chuyến bay 203 ngày hôm ấy. Chúng nhận ra đây chính là thời cơ ngàn năm có một và bắt đầu lên kế hoạch chi tiết và tỉ mỉ cho màn kịch đánh bom chiếc Boeing 727. Nhưng thật không may cho một sự chuẩn bị quá hoàn hảo, vì ở những giây phút cuối cùng, Gaviria đã hủy bỏ chuyến bay của mình. Một số nguồn tin cho rằng, DEA, lực lượng phòng chống ma túy Hoa Kỳ, đã cung cấp thông tin tình báo cho ông về một mối hiểm họa sắp xảy ra, cho nên ông đã may mắn thoát chết trong vụ ám sát lần này. Còn về phía băng đảng ma túy, chúng gần như phát điên khi Gaviria thoát nạn. Thậm chí, ông này sau đó còn chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử Tổng thống Colombia vào năm 1990 và sau đó phát động một loạt các chiến dịch chống ma túy. Để đáp trả lại chính phủ, Escobar đã phát lệnh thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công giết hại nhằm vào dân thường, làm cho tình hình xã hội đất nước này ngày càng trở nên rối ren. Cú ngang ngựa của ông trùm và 7 viên đạn kết thúc đế chế Medellin Cartel. Các hành động dã man đã khiến cho chính phủ đương thời tức giận và chính thức tuyên chiến với tất cả các tổ chức, tập đoàn ma túy ở Colombia, buộc Escobar phải đầu hàng. Và đến năm 1991, sau một loạt các biện pháp cưỡng chế, ông trùm này đã chính thức giơ tay chịu trói. Tuy nhiên với điều kiện, hắn phải được ở nhà tù riêng do bản thân tự xây dựng mang tên La Catedral. Ở đây có đầy đủ các tiện nghi bao gồm quầy bar, rượu vang, phòng tắm có jacuzzi và cả một sân đá bóng. Và đặc biệt một điều quan trọng hơn nữa là hắn sẽ không bị dẫn độ sang Mỹ. Dù bị giam giữ, Escobar vẫn có thể ăn chơi trác táng và điều hành tổ chức ma túy Medellin Cartel. Khi tin tức này lan truyền ra ngoài, chính quyền Colombia đã có dự định chuyển Escobar tới nhà tù thông thường, nhưng kế hoạch này đã bị bại lộ. Ngày 22 tháng 7 năm 1992, Escobar vượt ngục và bắt đầu chỉ đạo đàn em đáp trả. Vụ đào tẩu của người đàn ông này đã khởi động một trong những cuộc săn lùng lớn nhất mà chính quyền Colombia từng thực hiện. Cùng với sự trợ giúp của lực lượng đặc nhiệm Mỹ, CIA và cả FBI. Đến tháng 12 năm 1993, cuối cùng ông trùm ma túy lừng lẫy một thời Pablo Escobar cũng đã bị tiêu diệt bằng 7 viên đạn trong một cuộc đấu súng đẫm máu, chấm dứt cuộc đời đầy rẫy những tội ác của mình. Song đây vẫn chưa phải là kết thúc vụ tai nạn chấn động của chuyến bay 203 năm ấy.
Mãi cho đến sau này, John Jairo Valaquet Vazquez, tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới hiện đại, trợ thủ đắc lực của ông trùm Escobar, cũng đã thừa nhận bản thân chính là một trong những kẻ chủ mưu trong sự kiện 203. Tên này sau đó đã bị bắt giam và thụ án 22 năm tù vì tội sát hại một ứng cử viên tổng thống khác là Luis Carlos Gala vào năm 1989. Trong một cuộc trò chuyện với báo giới, hắn đã không hề tỏ ra hối lỗi mà thậm chí còn gọi vụ đánh bom là một tác phẩm nghệ thuật. Vậy là sau hàng chục năm, những hung thủ thật sự đã lộ diện và chịu những hình phạt thích đáng. Câu chuyện về chuyến bay cũng đã dần chôn vùi theo năm tháng. Nỗi đau chỉ còn lại ở nơi những người thân của những hành khách xấu số. Như một sự tri ân cuối cùng, hơn 100 thành viên gia đình nạn nhân của 203 đã được xác nhận đầy đủ điều kiện bồi thường từ một quỹ phúc lợi quốc gia được thành lập vào năm 2011 với số tiền 24 triệu peso, khoảng 11.000 đô la. Đó chính là cái giá, là một câu trả lời của thứ được gọi là công lý và lẽ phải. Còn về phía hãng hàng không Avianca, cũng đã có những thay đổi quan trọng trong cấu trúc an ninh tại sân bay để đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ một quả bom nào có thể lên máy bay thêm một lần nữa.